Chủ nhật ngày 26 tháng 11 năm 2017 là một ngày đặc biệt đối với bệnh nhi ung thư trên cả nước. Ngày hội Hoa hướng dương lần thứ 10 kỷ niệm 10 năm ngày mất công dân trẻ thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Thúy và đánh dấu chặng đường 10 năm đồng hành cùng bệnh nhi ung thư của chương trình Ước mơ của Thúy do báo Tuổi Trẻ phát động và thực hiện. Ngày hội với chủ đề Vì bệnh nhi ung thư được tổ chức song song tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh với nhiều hoạt động ý nghĩa. Tại nhà thiếu nhi thành phố Hồ Chí Minh, ngay từ sáng sớm đã rợp sắc vàng, màu vàng của Hoa hướng dương và cũng là màu đặc trưng của chương trình. Với mong muốn san sẻ tình yêu thương của mọi người đến với bệnh nhi ung thư nói riêng cũng như tuyên truyền về bệnh ung thư nói chung, ngày hội đã quy tụ được các đội nhóm tình nguyện với nhiều hoạt động gây quỹ, hiến máu cho bệnh nhi hay thực hiện những ước vọng của các thiên thần nhỏ. Hơn 20 tỷ đồng là chương trình dành cho các bệnh nhi trong suốt 10 năm qua. Chưa thực sự đủ hỗ trợ, bù đắp cho các em và gia đình. Nhưng đó chính là sự chung tay của báo Tuổi Trẻ, của cộng đồng xã hội. Cùng thực hiện chương trình giàu ý nghĩa này, chúng ta phải cùng biến ước mơ ngăn chặn được bệnh ung thư, chữa trị được ung thư sớm trở thành sự thật, để các bạn nhỏ của chúng ta được học hành, được vui chơi như bao bạn trẻ khác. Ngay tại đêm lễ tổng kết chương trình, nhiều ước vọng của bệnh nhi đã được hiện thực hóa bằng những hành động đầy ý nghĩa của các mạnh thường quân. Tôi có cầm một cái bông hoa là con ước là con được ôm một cái con búp bê bằng cái búp bê ngựa có hai cánh á, màu tím. Khi liệm con thì tôi đã nhận là tôi sẽ làm cái ước mơ đó cho một cháu bé. Thì chương trình diễn ra vào ngày 22 tháng 12 và tôi định chờ là cái Giáng sinh thì tôi đi làm thực hiện cái ước mơ đó. Thì tới ngày Giáng sinh thì tôi biết là bé mất vào ngày 23. Có nghĩa là tôi đã không làm được một cái điều mà tôi mong muốn làm đúng ngày, đúng một cái mùa Giáng sinh. Chỉ vì là tôi định làm cái mong ước ngày 24 thôi. Có nghĩa là chuyện đến với các bé trở nên vô cùng cấp bách và chúng ta phải làm ngay và ra tay ngay. Xin mời con có thể chia sẻ ước mơ mà con đã từng nói với các cô chú cho tất cả mọi người đêm nay nghe nha. Mời con. Mong ước được một cái nghe tay giả. Thì hôm nay nhân bé Hải Đăng vừa rồi có một lời ước là một ước mơ có một cái cánh tay giả, thì tôi thay mặt những người làm chương trình giúp mình đến mùa đông xin gửi về một lời cam kết với báo Tuổi Trẻ là biết con Hải Đăng đâu rồi, các cô chú sẽ lo cái cánh tay đó cho con. Ngoài ra, học bổng đặc biệt mang tên Ước mơ của Thúy đã ra đời dành cho nhóm bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn đã qua giai đoạn điều trị, duy trì khỏi bệnh, tiếp sức cho các bé đến trường. Học bổng đầu tiên được trao vào ngày hội Hoa hướng dương năm 2010. Năm nay, với sự ủng hộ của Quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư Ngày mai tươi sáng của Bộ Y tế, nhãn hàng chăm sóc xương khớp Checkmax, chị Trần Thị Ngân Hà và bạn đọc báo Tuổi Trẻ, chương trình cũng dành 158 suất học bổng, tổng trị giá gần 800 triệu đồng, tiếp sức cho các học sinh bệnh nhi đến trường. Và trong đêm tổng kết 10 năm chương trình tại điểm trao thành phố Hồ Chí Minh, 86 suất học bổng đã được trao cho các bạn học sinh bệnh nhi khu vực miền Nam. Ghi nhận những đóng góp tích cực của các cá nhân tập thể trong hành trình 10 năm đồng hành cùng chương trình Ước mơ của Thúy chăm sóc và hỗ trợ bệnh nhi ung thư. Nhân dịp kỷ niệm 10 năm chương trình, Ủy ban Nhân dân thành phố trao tặng bằng khen cho 14 tập thể cá nhân. Ngoài ra, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cũng tặng cho 14 cá nhân tập thể tích cực khu vực phía Nam bằng khen vì những đóng góp trong nhiều năm qua. Cuộc sống sẽ đẹp và ý nghĩa hơn khi chúng ta biết yêu thương nhau và lắng nghe, sẻ chia mọi niềm vui, nỗi buồn cho nhau. 10 năm không phải là dài cho một căn bệnh như ung thư, và ước mơ của Thúy sẽ được viết tiếp bởi những tấm lòng nhân ái luôn hướng về ánh mặt trời.